Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 3 tháng 9 với những nội dung chính sau đây. Messi Thái nói câu bất ngờ về cầu thủ tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên đội tuyển Nga e ngại điều này trước ngày gặp tuyển Việt Nam. U22 Việt Nam sẵn sàng đối đầu chủ nhà Trung Quốc và Malaysia. Tuyển Nga có biến lớn trước ngày đấu Việt Nam. Ngôi sao đội tuyển Việt Nam thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Nga. Mời các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, hướng về trận gặp đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đội tuyển bóng đá Nga đã gặp phải một sự biến động đáng kể trong đội hình của mình. Mới đây thì huấn luyện viên Kapin của tuyển Nga đã công bố danh sách rút gọn 27 cầu thủ vào ngày 29 tháng 8 và không lâu sau đó đã phải tiến hành điều chỉnh do tình hình sức khỏe của một số cầu thủ. Safanov, thủ môn xuất sắc từ câu lạc bộ PSG là cái tên đáng chú ý nhất trong số những người được gọi. Mặc dù gần đây anh bị sốt do virus và không thể tham dự các trận đấu cùng PSG, Safanov được cho là vẫn sẽ cùng đội tuyển Nga sang Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên thì không phải tất cả tin tức đều là tích cực. Igor Diev và Alexander Dotenkov, hai hậu vệ của tuyển Nga buộc phải rút lui khỏi đội hình do vấn đề về sức khỏe khác nhau. Diev gặp vấn đề mãn tính và cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó thì Sodetenkov dính chấn thương cơ trước khi hội quân, cả hai đều trở về câu lạc bộ của mình. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, huấn luyện viên Kapin đã triệu tập bổ sung hai cầu thủ là tiền vệ Anton Zinkowski và hậu vệ Arsen Adamov. Pantsev cũng được gọi lên để tăng cường cho hàng phòng ngự. Với những sự thay đổi này, đội tuyển Nga giờ đây là có 28 cầu thủ đến Việt Nam thi đấu. Chia sẻ trước buổi tập đầu tiên ngày 2 tháng 9, tại buổi tập này, huấn luyện viên Kapin đã có một số chia sẻ đáng chú ý trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Tất nhiên là tôi muốn đội tuyển Nga đánh bại Việt Nam, nhưng không có lý do gì cả. Chúng tôi phải tính đến việc bay đêm, thi đấu dưới thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, ngột ngạt, độ ẩm cao và sân không đạt chất lượng cao. Tất cả những vấn đề này có thể cần được quan tâm, mặc dù chúng tôi không làm giảm bớt trách nhiệm của toàn đội về kết quả trận này. Khi được hỏi về việc các tuyển thủ Nga có sẵn sàng thi đấu hai trận gặp Việt Nam và Thái Lan hay không, thì ông Kapin khẳng định: "Tôi thấy được trong mắt các cầu thủ sự sẵn sàng và khao khát được chơi cho đội tuyển quốc gia. Những trận đấu như thế này với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hoặc là bất kỳ trận đấu nào khác, cho đến nay mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào trong trận đấu tới." Tiết lộ thêm về sự chuẩn bị của đội nhà, thuyền trưởng đội tuyển Nga chia sẻ: "Bây giờ tôi không thể giải thích bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ cho các cầu thủ xem mọi thứ trên video. Đương nhiên, chúng tôi đã xem xét mọi thứ và tìm hiểu xem cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đang làm gì. Chúng tôi sẽ nói với bạn và cho bạn thấy mọi thứ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không thích ứng với lối chơi của họ." Trả lời câu hỏi về lợi ích từ hai trận giao hữu với Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, ông Kapin khẳng định: "Các bạn cứ liên tục hỏi câu này, không có gì thay đổi cả. Lợi ích mà bạn có là tập trung lại, ghi nhớ những yêu cầu của ban huấn luyện và thử sức mình ở cấp độ đội tuyển quốc tế. Đây không phải là Serbia hay là Cameroon, nhưng cũng không đúng khi liên tục đắm chìm vào yếu tố lợi ích của bản thân mình." Messi Thái Lan nói điều bất ngờ về các cầu thủ Việt Nam. Các bạn thân mến, vừa qua ông Masa Tadaisi đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam từ 27 tháng 8. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 9, đội hình của họ có sự thay đổi khi hai ngôi sao là Supachok và Supachai bất ngờ xin rút lui. Như đã đưa tin, đội hình đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam gồm nhiều cầu thủ trẻ với mục tiêu thử nghiệm và không có được sự phục vụ của những trụ cột quan trọng như là Dangda, Chanathip Songkrasin hay là Bunmathan. Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi mới đây với truyền thông ở Thái Lan, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã đưa ra nhận định về trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Thái Lan. Cụ thể thì Chanathip khẳng định: "Mặc dù là một trận giao hữu, nhưng đây không phải là một cuộc so tài dễ dàng với Thái Lan. Tôi nghĩ Việt Nam luôn muốn đánh bại Thái Lan, nhưng đội của chúng ta cũng có nhiều ngôi sao tiềm năng. Tôi muốn các cầu thủ trẻ hãy cố gắng hết sức, hãy tiếp tục chiến đấu. Tôi muốn là một nguồn động viên khác cho đội tuyển."
Trước đó, tiền vệ tuyển Thái Lan đã có những chia sẻ về việc không nằm trong đội hình của đội tuyển Thái Lan sang thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga. Messi Thái cho biết: "Tôi rất vui khi có những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới đã xuất hiện. Đáng lẽ họ phải lên đội tuyển từ lâu, vì khoảng cách giữa các lần thay đổi thế hệ là khá dài. Điều này khiến cho trình độ của tuyển Thái Lan không tốt như mọi thời đại. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ trên đội tuyển phải tiến lên và giỏi hơn các đàn anh", Chanathip Sokrasin bày tỏ. Ngôi sao tuyển Việt Nam thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Nga. Các bạn thân mến, hiện tại thì như các bạn đã biết là cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nga là đang đến gần. Ngay sau khi hội quân từ nhóm cầu thủ tập trung muộn của BKMX Bình Dương, Thanh Hóa và Nam Định, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã dần vận hành các bài tập chiến thuật. Đại diện cầu thủ tham gia trao đổi thông tin cùng truyền thông, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã có những đánh giá thận trọng về đội tuyển Nga trước buổi tập chiều ngày 2 tháng 9. Dù mới chỉ tập trung ít ngày, nhưng cả đội bắt nhịp rất nhanh với khối lượng tập luyện để hướng đến trận đấu tại giải giao hữu quốc tế sắp tới đây. Đỗ Hùng Dũng cho biết là vài ngày qua, tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của một số cầu thủ lâu rồi mới có mặt trên đội tuyển quốc gia như Văn Đức, Ngọc Hải. Mọi người phải làm việc tích cực bởi là quá trình chuẩn bị cho các trận đấu chỉ có khoảng từ 3 đến 4 ngày. Ban huấn luyện lẫn các cầu thủ làm việc cật lực trong những buổi tập vừa qua. Trước cuộc so tài này, tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là trận đấu cần thiết cho các cầu thủ làm nóng trước khi nhập cuộc. Mặt khác thì cũng là cơ hội cho ông Kim Sang-sik nhìn rõ những điểm mạnh, điểm yếu để kịp thời sửa chữa. Hùng Dũng chia sẻ tiếp. Ban huấn luyện chia 2 đội hình, mỗi đội đá một hiệp. Các cầu thủ cố gắng thực hiện theo những gì mà chúng tôi được tập luyện. Chúng tôi cũng họp rút kinh nghiệm về tình hình vây giáp hay là tấn công. Đội cố gắng hoàn thiện nhanh nhất những chỉ đạo từ ban huấn luyện, qua đó hình thành lối chơi, giúp đồng đội mới bắt nhịp với đội tuyển. Đánh giá về tuyển Nga, đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam ở đợt giao hữu này, Hùng Dũng cho biết, Nga là đội tuyển rất mạnh, ban huấn luyện vẫn chưa đưa ra cách chơi cụ thể trước đội tuyển Nga. Có thể phải đến sát ngày thi đấu thì đội mới họp đối pháp, xem băng hình về các đối thủ và đưa ra phương án chi tiết hơn. Còn hiện tại, chúng tôi vẫn đang nỗ lực để cho các cầu thủ mới hòa nhập tốt hơn. Các bạn thân mến, ở đợt hội quân thứ 2 đầy quan trọng này của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024, như các bạn đã biết là ông Kim Sang-sik đã ngay lập tức đón nhận những tin không mấy vui vẻ về lực lượng. Lần lượt, những Văn Toàn, Việt Anh vắng mặt ít nhất trong đợt hội quân tháng 9 này vì chấn thương. Cần biết rằng đây là hai quân bài được ông Kim Sang-sik rất kỳ vọng sau những gì mà bộ đôi này thể hiện ở hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Ông Kim Sang-sik sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề nhân sự trên đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2024. Dù có ngay những sự thay thế, nhưng kế hoạch mà thuyền trưởng người Hàn Quốc vạch ra cho đội tuyển chắc chắn là bị ảnh hưởng. Bởi đơn giản, Văn Toàn Việt Anh đang nằm trong số các cầu thủ trụ cột dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không mong tuyển Việt Nam trở thành bệnh viện, nhưng có lẽ không ai dám chắc điều gì có thể xảy ra trong bối cảnh tới đây thì nhiều đội tại V-League đang cung cấp quân cho ông Kim Sang-sik đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Điều đáng nói là không ít các cầu thủ hiện tại được ông Kim Sang-sik gọi tập trung chuẩn bị cho các trận trong dịp FIFA Days tháng 9 hay xa hơn là ở AFF Cup diễn ra vào cuối năm, có tiền sử chấn thương và phải nghỉ thi đấu khá dài. Từ Văn Lâm, Ngọc Hải, Thành Trung, Tuấn Anh, Hùng Dũng hay đến cả những người vừa được bổ sung có thể như là Văn Đức từng phải rời xa sân cỏ một khoảng thời gian có thể là không ngắn. Không ai đảm bảo là họ không tái phát trên đội tuyển Việt Nam hoặc là chúng ta nhận thêm những ca mới. Vấn đề nằm ở chỗ là phần lớn các cầu thủ kể trên đều thuộc diện là quy hoạch đối với ông Kim Sang-sik. Bài toán về nhân sự như là chấn thương hay là phong độ và thể lực khiến cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam cùng các trợ lý của mình có lẽ phải rất đau đầu trong thời gian tới. Vì thế, để không bị động có thể trong giai đoạn kế tiếp trước khi bước đến AFF Cup mà cụ thể là đợt FIFA Days của tháng 10, ông Kim Sang-sik cần đưa ra thêm những lựa chọn mới thay vì đặt niềm tin riêng vào nhóm cũ. Đây là điều nên thực hiện, bởi là nếu không có thẻ AFF Cup thì tuyển Việt Nam khó đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra khi rơi vào tình huống là phải chấp vá đầy miễn cưỡng như đã từng thấy ở hai kỳ AFF Cup trước đây thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ở khía cạnh tích cực thì rất may là sau đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu gặp Nga và Thái Lan trong tháng 9 này thì V-League sẽ khởi tranh trở lại để giúp cho ông Kim Sang-sik dễ thở hơn trong vấn đề về nhân sự. Đội tuyển U22 Việt Nam sẵn sàng đấu chủ nhà Trung Quốc và Malaysia. Các bạn thân mến, 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam
cùng đội ngũ ban huấn luyện và các thành viên còn lại đã đặt chân đến Trung Quốc chuẩn bị tham dự giải đấu hữu quốc tế CFA Team China 2024. Ban tổ chức chủ nhà đã bố trí điều phối viên cùng với việc dẫn đoàn hỗ trợ nhiệt tình, đón đội tại sân bay cũng như sắp xếp chu đáo công tác hậu cần, xe bus phục vụ cho đội và xe tải chuyên dụng. Từ sân bay thì đội tuyển di chuyển khoảng 30 phút về khách sạn Grand Sun City, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA sắp xếp cho các đội tuyển nước ngoài tham dự giải đấu. Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết là với sự góp mặt của các đội mạnh như là Trung Quốc, Uzbekistan và Malaysia, giải đấu giao hữu tại Changsha không chỉ là dịp để cho các cầu thủ U22 Việt Nam được cọ sát, học hỏi mà còn là cơ hội để cho họ thể hiện bản lĩnh, khát khao chiến thắng của U22 Việt Nam. Mỗi cầu thủ đều mang trong mình quyết tâm cao độ, sẵn sàng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi biết rằng là hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị và tinh thần đoàn kết, chúng tôi nỗ lực hết mình để chinh phục mục tiêu. Đó là chia sẻ của quyền huấn luyện viên trưởng ông Đinh Hồng Vinh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.